Theo thống kê, tại các cơ sở y tế vào mùa hè ghi nhận số lượng người bệnh nhập viện cấp cứu tăng cao gấp 3 lần so với các thời điểm còn lại. Trong số đó, các trường hợp sốc nhiệt và đột quỵ não, rối loạn điện giải, viêm phổi chiếm đa số. Theo các bác sĩ, nắng nóng khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng, bài tiết nhiều mồ hôi, từ đó gây mất nước. Nếu người bệnh không bổ sung nước kịp thời sẽ khiến cho máu dễ bị kết dính và lưu thông kém. Hậu quả làm bệnh nhân tăng huyết áp, dễ hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn mạch máu, tăng nguy cơ sốc nhiệt và đột quỵ. Khi bị sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng, người bệnh sẽ có những biểu hiện ban đầu điển hình như mặt đỏ, môi da khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vỏ mồ hôi, hoa mắt, khó thở, thở gấp. Sau đó có thể xuất hiện tình trạng trụy mạch, sốt cao, hôn mê. Bác sĩ chia sẻ đa phần sốc nhiệt do nắng nóng có thể tự khỏi sau khi người bệnh được nghỉ ngơi, uống đủ nước. Tuy vậy, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng bị sốc nhiệt và đột quỵ khi nắng nóng. Do đó, cần chú ý các triệu chứng của những tình trạng trên để can thiệp xử lý kịp thời.